Thưa quý vị và các bạn, lại thêm một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 sau 3 lần test nhanh ở xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ là lái xe trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Đáng nói, trường hợp này khai báo y tế không trung thực, công tác quản lý của địa phương cũng chưa thực sự chặt chẽ. Trong nội dung tờ khai y tế ngày 6 tháng 7 tại trạm y tế xã Đồng Than, trường hợp Nguyễn Văn Hắt, thường trú tại thôn Xuân Tràng ghi rõ, ngày 27 tháng 6 có tiếp xúc với trường hợp F1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi tiếp xúc có đeo khẩu trang khoảng cách từ 1,5 đến 2 mét. Sau đó, Ủy ban nhân dân xã Đồng Than có quyết định số 325B về việc cách ly y tế tại nhà đối với Nguyễn Văn Hắt. Tuy nhiên, khoảng 10 giờ sáng nay, ngày 10 tháng 7, Nguyễn Văn Hắt đã tự đi đến phòng khám đa khoa Việt Nhật trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào để khám. Tại đây, Hắt không khai lịch trình tiếp xúc trên. Qua 3 lần test nhanh, kết quả đều đã cho dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi có kết quả, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào đã tiến hành phong tỏa toàn bộ khu phòng khám đa khoa Việt Nhật, đồng thời yêu cầu Nguyễn Văn Hắt lấy mẫu đi xét nghiệm. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thị xã Mỹ Hào đã có 82 người liên quan đến trường hợp này. Tuy nhiên, theo quy định của phòng khám này, thì tất cả các trường hợp đến khám đều phải thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 tại phòng riêng, sau đó mới vào phòng khám. Nên sau khi sàng lọc, hiện chỉ còn 28 người liên quan trong khung giờ Nguyễn Văn Hắt có mặt. Riêng cái trường hợp sáng nay thì sau khi thử test và khai báo y tế thì thấy bình thường thì chúng tôi cho thử. Và thử thì thấy dương tính thì chúng tôi cho báo cáo trên đi lên ngay. Tại địa phương nơi cư trú, ngay sau khi có thông tin trường hợp Nguyễn Văn Hắt dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần test nhanh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch xã Đồng Than đã tiến hành truy vết, bước đầu đã xác định được 3 F1 và 14 F2, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng dịch. Anh đã tự là đi lên trên khu phòng khám Việt Nhật là anh test nhanh và có cái bước đầu có kết quả như vậy. Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử các lực lượng phun khử khuẩn và tổ chức cho công an y tế là truy vết nhanh các cái đối tượng F1, F2 lên phương án. Thì nếu sau khi mà đề nghị trình ủy ban huyện có quyết định phong tỏa thì chúng tôi sẽ phong tỏa. Việc để người cách ly tự động đi ra khỏi nhà trên đây cho thấy công tác quản lý người cách ly tại nhà cũng như thực hiện nội dung chỉ đạo công văn 1447 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý người về từ vùng dịch của địa phương này là chưa chặt chẽ. Trong khi đó, xã Đồng Than có tới 300 xe tải lớn nhỏ, trong đó 43 lái xe chuyên chạy Bắc Nam. Đồng Than cũng đã có một thôn Bắc Kênh Cầu đang trong thời gian phong tỏa.